Chào mừng cả nhà quay trở lại kênh Bếp Nhà Miền Na Naui. Hôm nay thì Miền Na xin giới thiệu với cả nhà một món bánh mì ngọt nhân táo. Cả nhà thấy không? Bánh xốp, nhân táo là giòn giòn sực sực, không quá ngọt. Khi mà mình mở lò bánh để mình lấy bánh ra cả nhà, nó thơm lắm luôn á. Ở đây thì mình cần là 3 trái táo nha cả nhà. 3 trái táo này thì Mina sẽ gọt vỏ, cắt bỏ cái lõi ở giữa ra. Rồi sau đó Mina sẽ cắt mỏng cái miếng táo đi rồi cắt sợi. Mina cắt sợi mỏng là để khi lúc mà Mina sơn cả nhà, thì cái bơ, đường, rồi bột quế ra cả nhà, nó sẽ thấm vô trong những cái sợi táo á. Hai cọng táo nó như thế này đó cả nhà. Đó như thế này hoặc là nó có thể mỏng hơn. Bây giờ thì mình bước qua cái bước mình sơn táo nha cả nhà. Ở đây là Mina có là 20g bơ, Mina cho vào một cái chảo nóng, sau đó Mina cho thêm là 40g đường nâu. Rồi mình xào cho cái đường á nó hòa quyện chung với cái bơ đã. Bây giờ thì Mina sẽ cho táo nha, táo mình cắt sợi vô, Mina sơn. Mình nên để ở lửa vừa thôi nha cả nhà, không lửa lớn nha. Lửa nhỏ thì nó lâu mà lửa vừa thôi. Khi mình sơn táo được 3-4 phút rồi đó, thì Mina sẽ cho là 1/3 muỗng cà phê muối vô, 1 muỗng cà phê bột quế và 1 muỗng cà phê đường sirup. Ở đây á, cả nhà ai không có đường sirup đó, hoặc không thích thì mình có thể thay thế bằng mật ong nha. Rồi sau khi mình cho tất cả các nguyên liệu vào với nhau, mình không nên xào quá lâu. Mình xào quá lâu á thì táo nó sẽ mềm, nó sẽ yếu, nó không có ngon. Mình xào như thế này thì táo vẫn còn giòn như cả nhà. Bây giờ thì mình chuyển qua mình làm cái phần bột nha cả nhà. Thì ở đây là Mina có 150ml sữa ấm, 20g đường và 1 muỗng cà phê men khô. Mina cho 3 nguyên liệu này vào một cái ly. Mina quậy đều lên rồi sau đó Mina để cho cái ly này nó nghỉ là 10 phút đồng hồ. Bên này phần bột thì Mina cần là 300g bột mì đa dụng, một cái trứng. Rồi Mina sẽ lấy cái muỗng đó Mina trộn. Rồi Mina cho thêm là 20g bơ tan chảy. Bơ này ấm chứ không có nóng nha cả nhà. Rồi sau đó thì Mina cho luôn cái ly mà hỗn hợp men hồi nãy vào trong bột rồi Mina trộn. Bây giờ thì Mina sẽ đổ bột ra bàn Mina trộn nha. Mina nhồi. Bột ở đây nhồi càng lâu càng tốt. Mina biết là nhồi lâu nó mỏi tay, nên cái phần này ở nhà ai mà có máy á thì mình lấy máy ra mình xài nha. Tại vì bột càng nhồi lâu nó càng ngon, nó càng mịn, nó càng xốp. Còn nhà ai mà không có máy thì mình chịu khó mình nhồi bằng tay nha. Mình nhồi một hồi mệt quá, mỏi tay quá thì mình đập cục bột xuống bàn chừng vài lần là bột, là bột nó cũng mịn lắm. Bây giờ thì cục bột của Mina đã xong rồi nè. Mina bỏ vô một cái tô, Mina lấy cái bàn bao thực phẩm Mina đậy lại và để nghỉ 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng đồng hồ thì nó nở lên được như thế này cả nhà. Mina sẽ đổ nó lại ra bàn, nhồi sơ nó lại. Sau đó thì Mina sẽ chia cái cục bột này ra làm 6 phần bằng nhau. Ở đây thì nói chung này Mina cũng nhắm thôi nha cả nhà. Còn ai muốn chính xác á thì có thể lấy cân ra mình cân nha.
Sau khi mì na chia 6 phần bằng nhau á, thì mì na cũng vò từng phần tròn lại như những phiên bánh nhỏ nha. Cả nhà thấy không? Bột bây giờ nó mềm, nó mịn, dễ làm lắm, nó không có còn dính tay mình nữa. Mà quan trọng là cả nhà biết không, khi mình sau khi mình để bột nó nghỉ đó, mình cho bột ra bàn lại á, thì lúc đó mọi người nên lấy hai bàn tay mọi người ấn bột xuống cho những cái bọt khí nó bể đi nha. Bây giờ thì mình đã lấy một cục bột, mình đã lấy cái lòng bàn tay mình đã ấn cho cục bột nó dẹp xuống, rồi sau đó là mình đã lấy mấy cái đánh ngón tay đó, rồi mình đã đè ở ngoài mấy cái cạnh đó cho nó mỏng ra. Rồi sau đó là mình đã cho là một muỗng canh táo nha cả nhà lên, rồi mình sẽ túm nó lại và gói nó lại. Cả nhà nhớ khi mà mình túm mình gói như vậy, những cái mép như thế này nè cả nhà, là cả nhà phải bóp nó thật chặt để cho bột nó dính với nhau. Tại vì nếu mình bóp không có được chặt á, khi mà mình nướng á, nó phồng ra, nó bể ra, cái nó lòi cái táo ra, thì bánh của mình nó thứ nhất là nó không được đẹp, thứ hai nữa khi mà táo nó lòi ra thì cái nước trong táo á, nó sẽ chảy ra, mà nó chảy ra nó làm cho bánh mì của mình nó mềm, nó nhão đi, bánh nó sẽ không có được ngon. Nên cái phần này cả nhà nhớ chú ý nha, những cái mép như vậy mình bóp cho nó thật chặt cho nó dính với nhau. Ở đây thì mình đã có một cái lòng đỏ, mình đã trộn với một muỗng canh sữa tươi rồi. Mình trộn đều nó lên, sau đó mình sẽ lấy cái hỗn hợp này quét lên bánh. Sau khi mình đã quét nha cái hỗn hợp trứng này lên bánh rồi thì mình sẽ dùng một cái kéo để tạo hình bánh, tạo hình con nhím đó cả nhà. Đó, ở đây thì mình đã cắt gai nó cũng hơi nhỏ, nên nếu cả nhà ai thích cắt gai nó lớn hơn tí xíu á thì mình cắt lớn hơn tí xíu, nhưng mà mình chú ý cái chỗ này nha cả nhà, mình không nên cắt sâu quá, tại mình nếu mình cắt sâu quá thì cũng giống như cái lúc mình gói bánh mà mình bóp không có chặt mấy cái mép á, thì táo sẽ lòi ra, thì cái nước táo nó sẽ chảy ra, bánh của mình nó sẽ mềm, nó không có được ngon. Sau khi mình tạo hình bánh xong rồi đó cả nhà, thì mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ là 170 độ C, mình nướng trong vòng 18 phút, hoặc là mình có thể nướng tới khi nào mình cái mặt bánh nó vàng nó đẹp rồi đó thì mình sẽ lấy bánh ra. Nhưng cả nhà nhớ là phải mở lò lên đến 180 độ C thì cả nhà mới đưa bánh vô nha. Mình đưa bánh vô thì mình để ngăn dưới cùng. Đây cả nhà, 6 chiếc bánh mì táo hình những chú nhím nhỏ xinh xinh của mình đây. Bánh vừa ra lò còn nóng hổi luôn cả nhà, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn đó. Khi mà mình đây mở lò ra để lấy bánh ra đây cả nhà, nó thơm lắm cả nhà, nó thơm, cái mùi táo nó hòa quyện vô cái mùi bơ rồi bánh nó nướng nó thơm khắp nhà luôn đó nha, đó cả nhà. Cả nhà ai muốn có những món bánh mì độc lạ và ngon miệng thì nhớ nhấn like và nhấn đăng ký cho Mina nha. Đặc biệt nữa là cả nhà phải nhấn rung chuông á, để mỗi lần Mina ra video mới, YouTube nó sẽ báo cho cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của Mina. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha.